Chàng trai này mới 16 tuổi, nhưng đã kiếm được 400.000 bạt một tháng nhờ việc chơi game và bán đồ trang bị trong game. Lên đại học thì thường xuyên trốn học đi bán hạt rẻ rang và kiếm được rất nhiều tiền. 19 tuổi đã thành lập công ty rong biển khô, 21 tuổi trả được khoản nợ hơn 40 triệu bạt cho gia đình. Đến năm 26 tuổi, sản phẩm rong biển chiên của cậu ta đã được xuất khẩu đến 27 quốc gia, doanh thu mỗi năm lên tới 1,5 tỷ bạt. Cậu ta chính là nhà khởi nghiệp, doanh nhân trẻ nhất nước Thái tên Etifat. Ai cũng có thể học được một thứ gì đó trên người cậu ta, nhưng làm sao cậu ta có thể làm được như vậy? Chàng trai này tên là Top, là công tử nhà giàu nghịch ngợm, không thích học, nghiện chơi game. Khi đang chiến đấu ở trong game, thì có một người thích vũ khí của cậu ta và sẵn sàng bỏ ra 10.000 bạt để mua nó. Top bán tín bán nghi nhập số tài khoản ngân hàng vào và thật sự đã nhận được tiền. Điều này khiến cho cậu ta phát hiện ra cơ hội kinh doanh. Trở về nhà liền đem bán tất cả các vũ khí còn lại ở trong game và kiếm được hàng trăm nghìn bạt một cách dễ dàng. Cậu cầm số tiền này đi mua một chiếc siêu xe và lái xe đến trường. Hành động này của cậu đã bị thầy hiệu trưởng phê bình, nhưng cậu ta không hề quan tâm. Bây giờ cậu đã trở thành nam thần ở trường, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Đến tối về nhà, bố mẹ biết chuyện còn tưởng rằng cậu đã làm chuyện gì xấu, yêu cầu cậu phải chuyên tâm học hành đừng để bố mẹ lo lắng. Nhưng cậu ta chẳng hề để tâm mà vẫn tiếp tục chơi game và bán vật dụng. Quyển vở ghi bài đã biến thành tấm lót chuột. Top tỏ ra rất chịu chơi khi mua các sản phẩm điện tử, chỉ cần thích thứ gì là mua thứ đó. Kết quả không ngoài dự đoán, Top thi trượt đại học và phải xin vào trường tư. Trong phòng khách, cậu nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau về học phí đắt đỏ của trường tư. Lúc này cậu mới biết gia đình đang mắc nợ một khoản tiền lớn. Top muốn giúp bố mẹ trả nợ, nhưng tài khoản game của cậu, bởi vì giao dịch ngoại tuyến thường xuyên nên đã bị máy chủ khóa lại. Đừng đùa với tôi như vậy chứ. Top có chút thất vọng nhưng cậu ta không bỏ cuộc. Cậu nhìn sang chiếc máy chơi game DVD mới mua, lập tức nghĩ ra ý tưởng mới. Loại máy chơi game này là quà tặng kèm khi mua TV, cho thấy giá thành không cao. Nếu có thể nhập số lượng lớn với giá buôn thật thấp, sau đó lại bán cho người khác với giá cao, thì có thể kiếm được rất nhiều tiền chênh lệch. Thế là Top dùng tiền học phí đi mua liền 500 chiếc. Nếu như thành công thì có thể kiếm được mấy trăm nghìn. Nhưng sau khi về nhà cậu ta liền chết lặng, tất cả số máy DVD này đều là hàng nhái, đa số đều hỏng không sử dụng được. Cậu ta đi tìm ông chủ nói lý lẽ, nhưng ông ta lại nói rằng hàng đã ra khỏi cửa hàng thì sẽ không trả lại được. Ông ta còn chế giễu Top, máy DVD với mức giá 500 bạt Thái thực chất là hàng nhái, tiền nào của nấy, làm gì có đồ rẻ mà tốt. Top vô cùng tức giận cầm chiếc máy DVD đập xuống, không ngờ làm vỡ cả tủ kính. Ông chủ tức giận liền cho Top một cái bạt tai. Cậu bị dọa cho sợ hãi chạy đi. Lần khởi nghiệp đầu tiên của cậu đã thất bại. Cuối cùng vẫn là bố thương cậu ta nhất. Bố nhắc nhở cậu làm ăn kinh doanh không đơn giản như chơi game, rồi lấy ra một sấp tiền bảo Top đi nộp học phí, nhưng cậu ta nhất quyết không nhận số tiền đó. Nhưng học thì vẫn phải học, Top lại nghĩ ra một cách khác. Cậu ta lén lút đến phòng sách lấy trộm miếng bùa Phật của bố, đi cầm được 100.000 bạt, cuối cùng cũng đủ tiền đóng học phí. Nhưng ở trong lớp, cậu ta chỉ nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền chuộc lại miếng bùa Phật cho bố, nên không có tâm trí để học, thường xuyên trốn học đi ra ngoài. Hôm đó, cậu ta nhìn thấy một chiếc máy rang hạt rẻ tự động ở hội chợ. Hạt rẻ rang là món ăn vặt bình dân được nhiều người yêu thích, nhưng nó chỉ có ở khu phố người Hoa. Không những đường xá xa xôi mà còn phải xếp hàng rất lâu. Nếu như có thể mở một cửa hàng bán hạt rẻ rang ở gần đây, thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây, Top không hề do dự liền mua một chiếc máy rang hạt rẻ. Sau đó, cậu ta đi đến khu phố người Hoa xin học cách rang hạt rẻ. Sau khi trở về không ngừng luyện tập, cuối cùng cũng có thể làm ra hạt rẻ rang rất ngon. Sau đó, Top lại thuê một gian hàng ở trung tâm thương mại để bán hạt rẻ rang, nhưng lại không bán được mấy, một ngày chỉ bán được mấy phần hạt rẻ. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Top lắng nghe tiếng giao bán hàng của những người bán hàng rong khác, chợt nhận ra rằng sản phẩm tốt chỉ là điều cơ bản, muốn kinh doanh tốt thì phải học được cách quảng bá sản phẩm. Thế là Top liền đi đến chợ, nơi tưởng chừng như rất tầm thường này, lại ẩn chứa những kỹ năng tiếp thị quảng bá sản phẩm rất có ích. Hàng tặng kèm miễn phí, giảm giá sâu, chắc chắn là cách tiếp thị trực tiếp nhất, nhưng quan trọng nhất chính là chọn địa điểm thích hợp. Ví dụ như gây quỹ từ thiện thì đứng ở trước cửa nhà vệ sinh công cộng, nơi đông đúc nhất, người đi qua đi lại đều sẽ quyên góp một chút. Top đều ghi chép lại, trở về liền bắt đầu thay đổi cách bán hàng. Cậu ta đem quầy bán hạt rẻ rang chuyển đến trước cửa trung tâm thương mại. Quả nhiên khi lượng người qua lại nhiều, thì món hạt rẻ của cậu ta bán rất chạy và kiếm được rất nhiều tiền. Top vui vẻ nói, hay là chúng ta mở thêm vài chi nhánh nữa đi. Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp không kéo dài lâu, khói từ máy rang hạt rẻ làm đen trần của trung tâm thương mại. Quản lý yêu cầu Top phải điều chỉnh lại, nếu không thì sẽ không cho cậu ta thuê nữa. Để không làm phiền đến người khác, Top chỉ còn cách sơn lại trần nhà sau khi trung tâm thương mại đóng cửa, sơn đến tận nửa đêm, còn một chút nữa thôi là hoàn thành. Nhưng đúng lúc này bảo vệ lại đi đến đuổi cậu ta đi. Top thấy vậy liền lấy tiền ra, cố gắng dùng tiền để giải quyết. Nhưng không ngờ bảo vệ lại nói với mẹ của Top rằng, hãy dạy dỗ lại con bà đi, sau đó trả lại tiền cho Top và giục họ rời đi. Top không phục, nói rằng mai lại tiếp tục đến, nhưng mẹ nói với cậu ta rằng, ngày mai phải đi làm hộ chiếu, gia đình mình phá sản rồi, không thể ở lại đây được nữa. Bố mẹ định đưa Top đến ở cùng anh chị của cậu ta. Nhưng cửa hàng bán hạt rẻ vừa mới khởi sắc nên Top không cam tâm bỏ đi như vậy. Thế là Top thuyết phục bố mẹ để cậu cùng quản gia ở lại nơi này, tiếp tục bán hạt rẻ rang. Cậu ta hoàn toàn bỏ bê việc học, nhưng vấn đề của trần nhà vẫn không thể tìm ra một cách giải quyết hoàn hảo. Top cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi trung tâm thương mại, cậu ta đã suy sụp một thời gian dài.
Cho đến ngày hôm đó, khi cậu ta và bạn gái đi ra ngoài thư giãn một chút, bạn gái đã mua một hộp rong biển chiên. Top ăn một miếng và không thể dừng lại được. Loại rong biển khô này dường như có một sức hút khó có thể cưỡng lại được. Top đột nhiên có một ý tưởng, cậu ta cũng muốn bán rong biển khô. Lúc mới bắt đầu, cậu ta mua loại rong biển khô đã chiên sẵn chuẩn bị bán ra ngoài, nhưng không thể bảo quản được lâu, chưa đến một tuần đã hỏng rồi. Thế là cậu ta đến trường đại học nông nghiệp, nhờ giáo sư chế biến thực phẩm cho lời khuyên về cách bảo quản rong biển khô. Giáo sư bị câu chuyện của Top làm cảm động, liền đem cách bảo quản nói cho cậu ta biết. Bí quyết chính là dùng túi hút chân không. Cậu ta chỉ cần có một chiếc máy hút chân không là được. Bây giờ phải xem cậu làm thế nào để có thể biến nó trở nên ngon hơn. Top liền gật gật đầu, đem bán toàn bộ máy rang hạt rẻ, mua rất nhiều rong biển khô chuẩn bị tự mình chiên chúng. Cho rong biển khô vào trong chảo dầu, dùng cái kẹp không ngừng lật qua lật lại, đợi sau khi nó cứng lại, bỏ vào miệng ăn thử một miếng. Đắng quá. Lần đầu tiên thất bại, lại làm lại, ngấy quá. Quản gia có chiên thế nào thì cũng không thể làm ra rong biển chiên ngon được. Trải qua vô số lần chiên thử nghiệm, rong biển khô đã hết rồi vẫn chưa chiên được cái nào ra hồn. Top chỉ đành mang máy tính mình thích nhất bán đi tiếp tục lấy tiền mua rong biển. Số tiền này có thể mua được 5 đến 6 thùng rong biển. Quản gia không thể đứng nhìn được nữa, họ đã lãng phí 100.000 bạt rồi, nếu chiên tiếp sẽ còn lãng phí nhiều hơn nữa. Nhưng Top rất quyết đoán, đã tiêu hết 100.000 bạt bây giờ càng không được từ bỏ. Cậu tin rằng số tiền mất đi sớm muộn gì cũng kiếm lại được, không những thế còn kiếm lại hơn rất nhiều. Buổi tối cậu đem rong biển về, khi vào nhà phát hiện quản gia nằm bất động dưới sàn nhà, trên đầu chảy máu. Top vội vàng đưa quản gia đến bệnh viện, trong bệnh viện cậu ta ngồi cô độc một mình trên ghế. Đây là một khoảng thời gian khó khăn đối với cậu, nhưng những ai có thể vượt qua nghịch cảnh đều sẽ thành công. Cậu ta trở về nhà bật bếp lên, cho rong biển vào chảo dầu trao qua một lượt, sau đó vớt ra ngoài thấm dầu, rồi cho rong biển vào mồm nếm thử. Có thể thấy mặt cậu ta đột nhiên biến sắc, sau đó nhổ ngay miếng rong biển ra. Rong biển khô sắp bị chiên hết rồi. Dầu nóng bắn lên khiến tay cậu bị thương rất nhiều chỗ. Nhiều năm sau những vết sẹo đó vẫn còn. Nhìn vào chiếc thùng trống không, lần khởi nghiệp này của cậu lẽ nào lại thất bại sao? Đột nhiên cậu nhìn thấy trên mặt đất vẫn còn một túi. Top cho vào chảo dầu chiên lên. Nhìn bề mặt lớp rong biển rất khô và không dính dầu. Đây chính là thứ mà cậu muốn. Top cắn một miếng ăn thử. Thực sự rất giòn, lần này thì chuẩn bị rồi. Cậu ta cho vào miệng ăn hết. Top cầm túi rong biển lên phát hiện bên trong rất ẩm ướt. Thì ra bí quyết chiên rong biển là phải ngâm qua nước. Gói rong biển này chính là gói rong biển bị ngấm nước mưa. Đôi khi bí quyết là thứ rất đỗi bình thường. Cậu ta vội vàng đem thành quả đến khoe với bác quản gia. Rong biển của Top rất nhanh nhận được sự yêu thích của mọi người. Công việc kinh doanh dần khởi sắc, cậu ta viết trong lòng bàn tay 1 triệu bạt một năm. Nhưng hôm đó, Top nhận được điện thoại của mẹ, mới biết được trong nhà còn nợ 40 triệu bạt. Top cảm thấy mình thật bé nhỏ, cậu ta phải bán rong biển 40 năm mới trả được hết số nợ này. Càng tồi tệ hơn là nhà cũng bị ngân hàng tịch thu rồi, giờ cậu ta không có nhà để về nữa. Nhưng cho dù như vậy thì Top cũng không bỏ cuộc. Muốn kiếm tiền thì phải nhìn xa trông rộng hơn nữa. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chuỗi cửa hàng 7-Eleven. Nếu như có thể hợp tác cùng họ, đem sản phẩm của mình bán trên toàn quốc thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Thế là cậu ta mang rong biển tìm đến giám đốc sản phẩm của 7-Eleven. Đối phương lại thẳng thừng từ chối. Cách đóng gói này quá to, bao bì lại xấu không thể thu hút khách hàng, cộng thêm mức giá cậu đưa ra quá cao, không phù hợp với đặc điểm của cửa hàng tiện lợi. Top có chút thất vọng về nhà, bạn gái lại tìm đến. Cô đề nghị để người nhà mình giúp cậu. Nhưng Top rất có khí phách, không muốn cô giúp mình, cộng thêm sự mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân nên đã chia tay với bạn gái. Tối đó, cậu tìm đến quản gia, mệt mỏi nằm bên cạnh ông ngủ thiếp đi. Nhưng cậu không phải người thất bại một lần rồi gục ngã. Sáng sớm hôm sau cậu liền tức tốc mang sản phẩm rong biển chiên đến công ty thực phẩm. Nhờ họ thiết kế lại bao bì. Lần này gói rong biển đã được thay đổi diện mạo hoàn toàn mới. Nhưng thư ký lại nói với cậu giám đốc hôm nay phải họp cả ngày. Cậu nói mình sẽ đợi, cậu kiên trì ngồi đợi từ 1 giờ. Nhưng chỉ thấy giám đốc bận rộn bên trong mà không ra ngoài gặp cậu. Top sắp hết kiên nhẫn rồi, cậu thất vọng cầm rong biển của mình rời đi. Sau đó đem rong biển của mình cho anh bảo vệ ở trong thang máy. Không ngờ ngày hôm sau, cậu ta nhận được thông báo, sản phẩm của cậu đã có thể được bày bán. Thì ra nhân viên ở tổng bộ thấy túi rong biển cậu để lại bắt mắt, nên cầm mấy gói về văn phòng nếm thử. Không ngờ mới nếm một miếng đã thèm đến mức phải mút tay. Các gói rong biển của cậu nhanh chóng truyền khắp công ty và đến được bàn của giám đốc, bà ấy vô cùng hài lòng. Top được mời đến họp. Sản phẩm rong biển của cậu có thể được phân phối ở 3.000 cửa hàng và 72.000 cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc. Một tháng sau sẽ có đội QC đến kiểm tra chất lượng. Chỉ cần công xưởng của cậu đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng thì có thể ký hợp đồng. Nhưng Top lấy đâu ra công xưởng bây giờ? Chỗ sản xuất của cậu là căn bếp gia đình hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu. Cậu đến ngân hàng muốn vay tiền để mở công xưởng. Nhân viên ngân hàng nhìn thấy cậu mới 19 tuổi. Hơn nữa gia đình cậu lại đang nợ 40 triệu bạt, nhà còn đang trong quá trình đấu giá tư pháp. Không thể vay ngân hàng, Top một lần nữa rơi vào bế tắc. Cậu ta bật nhạc to hết cỡ rồi ngồi trong xe hét lớn. Tiếp đó, Top bán chiếc xe mình yêu thích nhất đi, thuê lại nhà kho của nhà mình trước đây, cải tạo nó thành một công xưởng sản xuất rong biển. Trên đường đi mua các vật liệu sửa sang quay về, Top bắt gặp bạn gái cũ của mình đã tay trong tay với người khác. Top ngỡ ngàng đứng bất động tại chỗ. Cậu và công nhân làm cùng nhau, ngủ cùng nhau. Tối đó, cậu hỏi quản gia nếu như lại thất bại thì phải làm thế nào. Quản gia bảo cậu đừng nghĩ nhiều,
chẳng ai biết được chuyện tương lai. Mỗi ngóc ngách cậu đều tự mình thiết kế, để kịp thời gian cho đội ngũ QC đến kiểm tra. Nhưng khi họ đến tham quan công xưởng lại phát hiện rất nhiều vấn đề lớn. Bụi sơn trên tường vẫn dính tay, còn có cả ruồi nhặng. Đèn huỳnh quang không có chụp đèn. Bồn rửa tay không hợp vệ sinh. Top lập tức hứa mình sẽ làm lại nhưng họ nói cần quay về thương lượng. Có kết quả sẽ thông báo cho cậu. Lúc này quản gia nhét vào tay cậu một phong bì, bảo cậu đưa cho người ta châm trước. Nhưng Top lựa chọn không làm như vậy. Làm người thì phải làm đến nơi đến chốn. Cậu ta quyết tâm xử lý tất cả những vấn đề còn sót lại. Bồn rửa tay được cải tiến. Công nhân đều đeo găng tay và có mũ trùm đầu. Đèn huỳnh quang được lắp thêm chụp đèn. Hôm nay kết quả kiểm tra chất lượng đã có. Nhưng đúng lúc đến chỗ kết quả thì máy in hết mực. Top vội vàng chạy ra ngoài, giơ tờ giấy trước ánh mặt trời. Kết quả bên trên có một chữ đạt. Mọi nỗ lực của cậu đã được đền đáp. 2 tuần sau đến ngày giao hàng, Top rửa mặt xong nhìn công nhân bận rộn làm việc. Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy quản gia. Cảm ơn ông đã luôn ở bên giúp đỡ cậu. Đồng thời nói nếu lần này lại thất bại, họ thật sự không còn gì cả. Sau đó Top đem hàng chất lên xe bắt đầu xuất phát. Nhưng khi đến kho giao hàng thì đã muộn 1 tiếng. Top khẩn thiết cầu xin nhân viên nhận hàng giúp mình. Cậu đã phải thức xuyên đêm đến tận 5 giờ sáng mới chất hết hàng lên xe. Nhân viên nghe vậy nên đồng ý giúp cậu. Thế là từng thùng rong biển của Top được chuyển vào trong kho. Ngồi nhìn những kệ hàng trống rỗng trước mặt, Top gọi điện cho bố mẹ, bây giờ bố mẹ có thể về nhà rồi. Cuối cùng rong biển của Top đã thành công được bày bán trên khắp cả nước. Trong 2 năm tiếp theo, Top đã trả hết khoản nợ 40 triệu. Ở tuổi 26, nhà máy của cậu có 2.000 công nhân, sản phẩm được xuất khẩu sang 27 quốc gia, doanh thu mỗi năm lên tới 1,5 tỷ bạt, lọt vào trong top 50 người giàu có nhất Thái Lan. Bộ phim là câu chuyện có thật về người sáng lập Taukenoi, tên là Ethipat, nói về những khó khăn khi cậu ta khởi nghiệp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.